Ngồi lên ghế sao làm uống vậy? Nó bầm, nó tu rồi các bạn. Không sạch. Sạch cái này tay pha sữa cho nó mới cầm nó tu không chứ. Nào đây uống nước nào. Em ơi. Uống nước nào. Ôi, nó tưởng nó cần trốn vậy đó ha. Ủa nó đâu rồi nhỉ? Không tìm đến nó nhỉ? Ờ. Nó đâu rồi? Ờ. Uống miếng xong lại chơi tiếp nha. Uống miếng nha, uống miếng xong lại chơi tiếp nha. Biết nghe ha, ông nói biết nghe lời. Ờ thế. Nào, chơi tiếp nha. À cái ông mở kìa. Mở máy cho tin coi nha. Mở máy kinh coi nè nhá. Làm xấu đi con, làm xấu đi. Ôi xấu quá, xấu quá.
Thế làm xấu quá. Ô xấu quá, xấu quá. Lắc đi, lắc chuông đi, lắc chuông cho ông nghe. Nè cầm ở đây nó mới lắc nữa. Cầm đây, đó, rồi lắc đi. Lắc đi, lắc đi. Không cầm mạnh lên, không cầm mạnh lên. Đó, đúng rồi, con lắc đi. Uống tiếp nào, để đi chơi nào. Cái chừng lại nó chợt té đó Tiên, nước không. Chợt chân mà té đó. Em ơi làm thế này. Không được lẹ đây, lại chỗ nước. Chợt té. Đi ra đây con. Ẩm. Ẩm biết lùi quá. Con nít mà lau nhà đừng cho nó đi, nó chợt nó té. Nào đấy, để ông chỗ uống nước tiếp xong rồi chơi tiếp nha. Tắt nước rồi đó. Chưa, nước chưa vô. Ôi, té con ơi, đừng có lại đó nước không. Chợt một cái là té luôn. À, bế nha. Chế, tự chế lắp cái nhau để cho tách cầu, lắp cái mông.